Xin chào mọi người, rất vui lại được giới thiệu đến mọi người một tòa lâu đài có thể nói là to nhất Hà Nam. Nhìn từ xa thì đã rất là choáng ngợp với độ hoành tráng lộng lẫy của tòa lâu đài này. Như vậy là Hà Nam chúng ta lại có thêm một tòa lâu đài lớn hơn, vĩ đại hơn và hoành tráng hơn. Vị trí lớn tòa lâu đài này nằm ở Lê Xá, Châu Sơn, Phủ Lý của Hà Nam, rất gần với cầu Cố Tử và mọi người có thể đứng ở bờ sông bên này, bên Ninh Xá, mình cũng có thể xem được luôn. Theo như em tìm hiểu thì lâu đài này được xây từ năm 2015 và đến năm 2023 này thì đã là 8 năm rồi, và hiện tại thì đang đi vào quá trình hoàn thiện. Biết lâu đài này từ những năm 2017, khi đó mà em đi qua đây thì thấy xây dựng rất là hoành tráng. Thì lúc đấy em chỉ nghĩ đây là cái nhà thờ thôi, chứ không nghĩ đây là lâu đài. Không sở hữu vị trí đẹp với bốn mặt tiền như lâu đài Tổng Hoành Sơn ở đường mặt A, nhưng khi so sánh lâu đài này với lâu đài Tổng Hoành Sơn thì lâu đài Tổng Hoành Sơn chỉ như khục nắp ăn cỏ thôi mọi người ạ. Khi rẽ ra bờ đây và nhìn thấy tòa lâu đài này thì em thật sự là choáng vì nó quá là to và quá là hoành tráng. Cái lúc đó là mình thật sự ngỡ ngàng. Không biết là sau một thời gian nữa khi hoàn thiện xong thì tòa lâu đài này nó sẽ lung linh như thế nào. Hiện tại thì do thời tiết đang chuyển sang mùa đông cho nên không có nắng thì nên cảnh quay cũng không được đẹp. Thì hứa với mọi người là khi nào thời tiết đẹp có nắng thì em sẽ đến đây em quay để cho mọi người xem sướng mắt luôn. Ở đây thì view sông rất là đẹp với diện tích xây dựng em đoán là tầm khoảng 3.000 m². Về thông tin thì em cũng chỉ nắm được cái thời gian xây dựng thôi, cũng như là được xây 7 tầng. Chứ còn thông tin về chủ là ai thì em cũng chưa biết. Đấy, nên là ví dụ như mọi người biết thông tin nhiều hơn thì mọi người có thể bình luận ở bên dưới để cho khán giả được biết nhé. Và em mời mọi người cùng xem tòa lâu đài này với em nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.